Sách xuất hành chương 39, y phục của thượng tế. Người ta lấy chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm làm phẩm phục để dùng khi hành lễ trong nơi thánh. Người ta làm lễ phục cho ông Aharon như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Áo ephod xuất hành chương 28, câu 6 đến 14. Người ta làm áo ephod bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. Người ta cắn vàng thành từng lá và kéo thành chỉ để xen vào chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn và làm nên một công trình rất mỹ thuật. Người ta làm cầu vai cho áo ephod và hai thân áo ephod được khâu liền vào hai đầu cầu vai bằng chéo đeo trên áo ephod để giữ áo thì đính liền vào đó. Bằng chéo đó làm cùng một kiểu với áo ephod bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xè như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Người ta giũa mã não nhận vào những ổ bằng vàng khắc tên con cái Israel vào các viên ngọc đó treo theo kiểu thợ chạm khắc dấu ấn. Người ta đặt các viên ngọc đó trên cầu vai của áo ephod để làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Israel như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Túi đeo trước ngực. Xuất hành chương 28 câu 15 đến 30. Người ta may túi đeo trước ngực rất mỹ thuật theo kiểu áo ephod bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xè. Túi đó hình vuông may kép, dài một gang, rộng một gang. Người ta nhận vào đó bốn hàng ngọc. Ở hàng thứ nhất có nhận xích não, hoàng ngọc và bích ngọc. Ở hàng thứ hai có nhận hồng ngọc, lam ngọc và kim cương. Ở hàng thứ ba có nhận miêu nhãn thạch, mã não và tử ngọc. Ở hàng thứ tư có nhận kim lục thạch, mã não có vân và vật thạch. Những viên ngọc đó được nhận vào những ổ bằng vàng. Các viên ngọc mang tên con cái Israel. 12 viên ngọc mang 12 tên của họ khắc theo kiểu dấu ấn. Mỗi viên ngọc mang tên của một trong 12 chi tộc. Người ta làm cho túi đeo trước ngực những dây chuyền khoen lập bằng vàng ròng để làm giải buộc. Người ta làm hai ổ bằng vàng và hai vòng bằng vàng và đính hai vòng đó vào hai góc túi. Người ta xâu hai dây chuyền quen lật bằng vàng đó vào hai vòng đặt ở góc túi. Người ta đặt hai đầu dây chuyền quen lật vào hai ổ rồi đặt lên cầu vai của áo ephod mặt vải. Người ta làm hai vòng bằng vàng rồi gắn vào hai đầu ở mép trong mặt trái áo ephod. Người ta làm hai vòng bằng vàng rồi đính vào hai cầu vai của áo ephod bên dưới mặt phải gần chỗ buộc treo trên băng chéo của áo ephod. Người ta lấy một dải vải đỏ tía mà buộc các vòng của túi đeo trước ngực vào các vòng của áo ephod để túi nằm trên băng chéo của áo ephod. Như thế, túi không xê dịch được trên áo ephod như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Áo khoác xuất hành chương 28 câu 31 đến 35. Người ta làm áo khoác toàn bằng sợi đỏ tía, đó là công trình của thợ dệt. Cổ áo khoét ở giữa giống như cổ áo giáp, đường viền chung quanh cổ áo không sao xách được. Người ta làm ở gấu dưới của áo khoác những quả liệu bằng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xè. Người ta làm những lục lạc bằng vàng ròng rồi xếp những lục lạc đó xen kẽ với những quả liệu vòng quanh gấu dưới áo khoác, xen kẽ với những quả liệu một lục lạc rồi một quả liệu, một lục lạc rồi một quả liệu vòng quanh gấu dưới áo khoác để cử hành nghi lễ như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Y phục tử tế xuất hành chương 28 câu 40 đến 43. Người ta làm những áo dài bằng sợi gai mịn cho ông Aharon và các con ông. Đó là công trình của thợ dệt. Người ta cũng làm mũ tế bằng sợi gai mịn, khăn chít bằng sợi gai mịn để trang sức, quần bằng sợi gai mịn xè, đai lưng bằng sợi gai mịn xè, bằng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm. Đó là
Công trình của thợ thêu như Đức Chúa đã chuyển cho ông Môsê. Người ta làm huy hiệu bằng vàng ròng là dấu thánh hiến và ghi trên đó những chữ sau đây theo kiểu khắc dấu ấn: Thánh hiến cho Đức Chúa. Người ta đính nó lên một sợi dây bằng chỉ đỏ tía buộc vào phía trên mũ tế như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Như thế, mọi công việc dựng nhà tạm, dựng lều hội ngộ đều hoàn thành. Còn cái Israel làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Họ đem lại cho ông Môsê nhà tạm gồm lều và mọi đồ phụ tùng, móc, ván, thanh ngang, cột và đế, bạc bằng da cừu nhuộm đỏ và bạc bằng da cá heo, bức chướng dùng làm màn che, hòm bìa chứng ước, đòn khiêng và nắp xá tội, bàn và mọi đồ dùng, bánh tiến, trụ đèn bằng vàng ròng và các thứ đèn đặt trên đó, mọi đồ dùng và dầu thắp đèn, bàn thờ bằng vàng, dầu tấn phong, hương thơm màn che cửa lều, bàn thờ bằng đồng và vỉ bằng đồng, đòn khiêng, mọi đồ dùng vàng và đế, màn của khuôn viên, cột đế và tấm màn che cửa khuôn viên, dây thừng và cọc, cũng như mọi đồ dùng để phục vụ nhà tạm, cần cho lều hội ngộ, phẩm phục để hành lễ trong nơi thánh, lễ phục dành cho tư tế Aharon và y phục các con ông mặc để thi hành chức tư tế. Con cái Israel thực hiện tất cả công trình đó hoàn toàn đúng như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông Môsê nhìn xem mọi công việc đó, họ thực hiện đúng y như Đức Chúa đã truyền. Ông Môsê chúc phúc cho họ.